Em xin lỗi chứ giờ em trả lại gì, em chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà em nói đó, họ có tiền họ cứ thưa em đi tù em cũng ok nữa. Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay. Có chị khán giả mà chị chạy tìm một cậu mà chị lạc đường nãy giờ luôn nè cô chú anh chị ơi. Ờ gì bánh mì quá chừng vậy, cái này có đem vô không hả chị? Dạ đem vô. Đem vô luôn hả? Ở nhà em làm nem nướng á. Rồi. Em nướng với em nướng chay hả chị? Không, em nướng mặn. Dạ. Dì Minh kính chào quý cô chú. Rồi, dạ ra dạ, đi vô, đi vô. Giờ đây. Mua rất là nhiều. Thì nãy giờ chị chạy là ật lạc mấy tiếng luôn hả chị? Là cả tiếng đồng hồ. Trời ơi. Rồi sao chị vô được tới đây chị hỏi anh? Em nhờ mấy anh rapper á. Chị mấy ảnh sợt lên mạng giùm cho em. Rồi, đi vô, lẹ 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 vô. Anh Ngọc ơi. Chị Bích ơi, lấy cái bàn nha chị Bích. Bàn bự á. Ngọc ơi. Được chưa anh? Thằng đã. Cái đồ chai là nhà nấu luôn hả chị? Dạ, mẹ em nấu. Cái đồ quý chứ, cái xúc động. Đi đi đi, mình đi xuống đây nè. Nhưng mà chỗ đâu để? Mẹ em nè. Chị. Cái bàn ra trước rồi chị, đừng cái để đâu đó. Đó là bằng à, vừa lấy bàn nhỏ ra bàn bự nữa. Còn cái, lại nhà cũng lâu rồi, còn cô ảnh không để. Bàn bự á. Tại cái bàn nó giờ mình sẵn xuống rồi, mình nói bàn kia lên. Đây đây anh Minh, Minh. À, nắm máy cho anh Minh lên xuống. À, anh nết nắm hả? Chị xuống đây nè, ngồi cho nó mát xíu đi rồi em tụi em dọn bàn xong rồi chân cúng rồi cậu chị lên thắp nhang. Cảm ơn mấy anh chị nhiều lắm. Để lấy cái bàn này đi. Để đi, đó đi lấy cái bàn này đi ha. Cái cây đó đây chị. Cái cây đó đây. Trong cái thùng đó đó, miếng đó đó. Đi mình. Chị đi có một mình ha. Chị lạc đường cả tiếng đồng hồ á. Lạc đường luôn. Lạc đường. Cậu mất rồi, em mới xong mới mấy tháng này nên em không có đi được, nhưng mà em vẫn theo dõi mấy anh chị mình ở đây. Dạ. Em rất quý mấy anh chị. Dạ, bây giờ em cắm hoa giùm cho chị nha. Là con chị nó còn. Là con chị em đây thì mình thay khỏe. Bữa chị lon hay chung thì em cũng có. Dạ, bữa hay chung thì chị có qua. Rồi, hãy la. Ở Thủ Đức là qua đó cũng gần. À, Minh đậu sau lưng anh cả. Thủ Đức thì qua shop thứ ba của chị Dòng. Chứ ở trên đường chỗ Hồ Thị Điểm thì cũng chưa có. Rồi cô trước. Còn bia nữa nè, bánh nữa. Này là nem nướng nha. Có nhà em làm. Nem nướng này ở nhà. Chị gái làm nè, đem lên cho cậu. Dạ, cái này là đồ chay mẹ em nấu. Dạ, đồ chay mẹ chị nấu. Bánh ghê nữa nè. Còn nem nướng là nem nướng là đồ mặn không chị? Dạ nem nướng là. Cái này là gì nữa đây? Nuôi rồi đó anh. Dạ không, cái đó đồ kho đó anh, cần cái này kho. Đem mà luôn hả chị? Dạ đem ra hả. Thằng kia mình có chén á anh Minh. Có chén, cái nhỏ đó, cái nhỏ đó. Dạ không, quá trời chén. Có thu bông với thu bia thôi. Có chén luôn à. Rồi nem nướng chị nhà chị làm lên cho cậu nè cô chú anh chị ơi. Nhà em làm dao mối cho anh ta. Dạ. Lại vậy là cái này là chắc đặc biệt lắm nè. Vậy là nem nướng của chị hôm nay là rất đặc biệt. Tại chị giao cho người ta là biết đặc biệt rồi. Không biết là mình cái nghề nem nướng này là bao nhiêu năm rồi chị? Chị muốn chế không? Chị chế đi. Ủa con giả. Tội con giả. Gia truyền rồi. Bây giờ là chị chắc là cô sẽ tìm lại là. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng em làm cho mẹ. Dạ. Rồi nếu mà nói mà làm mà đi giao mối là làm rất là ngon nha. Dạ, đúng rồi, tại ngày em nói. Dạ. Ủa chị, không có đem tô heo hả chị? Dạ. Có tiền chén không? Mà em nghĩ với em là anh chị đây, không có em. Đâu có đâu, bây giờ quả nhiên người ta đâu có cho để đây. À, giờ dạ. Khác xưa nhiều. Ủa mình còn cái tô bự đó. Thôi được rồi chị, cái này mình xách ra tượng trưng thôi được rồi. Dạ. Dạ. Dạ.
Nem nướng chị ở nhà chị làm nè cô chú anh chị ơi. Rồi còn đồ chai là mẹ của chị nấu hả chị? Em nghe thấy còn 2 cây số em mừng em rớt nước mắt luôn á. Trời ơi. Chị đi hai con gò má mà sao? Chị bị lạc đường cái mấy anh rapper á. Cái này cũng món tự chưng rồi. Chị cái này là toàn bộ là nhà mình nấu không đúng không chị? Cái này là mẹ em nấu đồ chay. Dạ. Còn chị là làm nem nướng. Dạ. Còn cái bánh này là bánh này em mua dọc đường. Chị nói mà nghe nó lên đây còn 2 cây số nữa mà chị muốn rớt nước mắt, chị mừng. Em mừng mà em khóc không được. Trời. Em thấy chị cứ ngạn ngạn nói không thành lời. Bây giờ mình bấm ra 3 chén cơm đi ha. Hồi nãy chị đi ngang qua sao chị biết là tụi em ở dạ, em theo dõi mấy anh chị nhiều dạ. Ngày nào em cũng coi á. Nãy chạy ngang là nghe nói ủa Thiện Tiên ngồi hay gì mà. À. Em chạy vô được tới đây là em mừng á. Dạ. Rồi vậy là lần sau chị hết lạc rồi đó. Trời lần trước em đi lạc mà em hỏi không được, em về nhà mà em buồn mấy ngày luôn á. Bây giờ chị đi lạc một lần rồi. Dạ chị... em đi lạc một lần. Chị đi về cách luôn đây hả? 4 ngày rồi. Hồi sáng em có nhắn tin em hỏi anh Duy Minh. Dạ. Là hôm qua. Không, không mới hồi sáng này. À em chị là cái người mà Duy Minh là anh này nè chị, cái anh mà đổi nước tiếng. Nhắn trong trong máy phải không? Dạ em tự nhiên. Em có trả lời chị một tin nhắn mà. Em xài wifi lúc đó là em đi rồi đó. Gì hả? Dạ em thấy không trả lời lại cái thôi em đi đại luôn. Là anh Minh có trả lời chị không? Dạ có nhưng mà có. Lúc anh Minh trả lời là em không có. Là anh có trả lời cho cô rồi, cho chị rồi. Thôi Linh ha. Rồi còn thiếu đũa, thiếu đũa. Thiếu đũa. Đây để em. Anh Ngọc Ngọc. Chơi cầm máy. Rồi đi đâu. Ở bến cát Hoa Viên Bình Dương. Mình là cái bến cát Bình Dương. Từ vì em hồi đó em ở nước ngoài em khá coi cậu lắm. Ủa sao chị, cái số của em có để ở trên video hay chị gọi trực tiếp em chị? Em thấy ngại quá. Có gì đâu ngại, chị hỏi đường chị em ngại hỏi trực tiếp em nó hay hơn. Tại chị biết sao nhiều khi nhờ em thấy em trả lời một tin nhắn vậy á. Nếu mà em không biết đường đi á, gọi đi. Tại vì video của em có để mà. Chứ nhiều khi chị bình luận ở trong cái kênh á, nhiều khi là tụi em lướt qua không thấy luôn á. Cái hương cậu mình mới cái quạt đó anh Ngọc. Che dù cho chị đi. Nắng quá trời nắng. Em bức xúc lắm. Em nói với con gái em á, em kêu nó chở em đi, nói mẹ, mẹ đợi cho con qua từng đi. Chủ nhật rồi con chở đi mà em ấm ức mấy bữa nay em đã đi lạc một lần rồi. Mà lần đó em đi em cũng giấu mấy đứa nhỏ. Chị lên không hôm bữa là chị buồn hả chị? À. Ngồi khoan để chị thắp nhang đi. Em cũng quay xe nhưng mà em quay xe Honda của em chứ không có quay xe kia. Cảm ơn. Rồi. Để cho chị. Ô, đi hỏi mình tắt luôn rồi kìa. Chị gái bức xúc mà mấy anh quay xe hả? Rồi ha, tới số hả? Thang để chị Út nha, xong hỏi chị nè. Thật sự em cũng không là gì hết, em không phê ai hết. Nhưng mà em thần tượng chú từ lúc em nhỏ lên kìa. Em thấy mấy anh chị quá đáng quá. Mà mình vô mát đi ha chị. Thật sự. Mình vô mát đi. Nhà thì cha chết thì con hưởng là cái chuyện bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy thói đời sao á. Dạ. À, chị ngồi ghế đi chị ngồi ghế cho khỏe. Em nãy giờ chị đi lạc quá chừng. Em là em sống em không có tiếp xúc với ai nhiều á, em sống kín tiếng á. Dạ. Nhưng mà từ bữa ra shop chị Loan á. Dạ. Em gặp được má Tư nè, em gặp Võ Việt Bân. Dạ. Em có chụp hình chị Ni, em về em vui lắm, em còn giữ trong iPad nè. Cái xong rồi cái mấy đứa con em còn ghẹo em, nó nói hả? Rồi ngày hôm nay bả vui lắm, bả gặp được thần tượng, mấy thần tượng của bả luôn. Thế nó không phải, tự vì mẹ thương ông lắm. Mẹ thấy ông mất là mẹ sốc, lúc đó em cũng sanh mới mấy tháng còn nhỏ lắm. Yeah. Như cậu mất là em khóc, khóc từ lúc mà cậu mất tới lúc mà đưa đi á. Là ngày nào em cũng coi, coi sáng, coi ngày, coi đêm. Yeah. Xong rồi em thấy mấy anh chị đã thương. Em rất quý chị Ni là khâm phục chị luôn á. Tự chị rất là mạnh dạn này kia. Em thì em không có làm khả năng làm được như chị.
Nhưng mà mấy nay em có tương tác với chị Yên Bi á, qua đây em cũng xin cảm ơn chị. Là mấy chị em tương tác là chị Yên Bi đó cũng ủng hộ chị Hồng Loan dữ lắm. Dạ. Nên á, em thật sự anh chị nào mà ủng hộ chị Loan là chị Ni là em rất là quý. Còn ai mà ấy là xin lỗi, hồi đó em có coi cô Sáu nha, coi cô Kim Tho chú Tiểu Linh, nhưng mà bây giờ mấy người đó là tự nhiên em thấy sao sao cái là em tự nhiên em tắt à. Dạ. Cái chương trình hồi đó sao nó ngon, em xem từ đầu tới cuối nha. Cái khi em thấy cậu đi thi cho Phượng, em cũng mắc cười. Em nói ủa vậy cậu cũng khó xử lắm mà cậu cũng đắn đo lắm. Thật sự. Nhưng mà em thấy so với người ta nói chị Loan bán cá, nhưng mà thật sự là nhân phẩm chị Loan hơn những người nổi tiếng kia. Yeah. Ở đây họ có thư kiện em cũng chấp nhận nữa. Nhưng mà em nói đây là em nói tiếng nói thật lòng của em. Em chả sợ ai hết á. Chị khóc không ạ? Thật sự. Em qua đây em cũng cảm ơn chị Ni. Với lại mấy bữa nay em bức xúc bà mì xào đó, nói anh Luân cái vụ mà ghi âm đó là đã quá xưa cũ rồi, chị anh em người ta đã hiểu rồi. Em thấy anh Luân đưa đơn kiện bảo là em rất là vui. Ủa, đưa đơn kiện luôn hả chị? Thì em mới coi được cái clip đó là anh Luân đã ấy đơn kiện bả rồi đó. Vậy hả chị? Em rất là thiệt, em thấy mấy người này chơi chạy. Em nhắn tin bên đường like đó hả, mấy cái kia hả chửi em quá trời luôn. Chửi em nói hả em xàm nãy kia, em nói kệ cha tao xàm vậy á, nhưng mà tao nói tiếng nói công tâm thôi. Yeah. Em thật sự em không sợ gì hết. Hôm nay em lên đây em cũng giấu gia đình cũng đấy, nhưng mà em không có ngại gì hết. Yeah. Mình ủng hộ chính nghĩa hả chị? Dạ em ủng hộ lẽ phải thôi. Dạ. Yeah. Cho dù ai nói thì sao, ngày mà chị Loan thắng em nói thiệt em vui lắm, em chỉ ao ước tới ngày đó thôi. Rồi hả, có đi có em xin lỗi chứ giờ em trả lại gì, em chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà em nói đó, họ có tiền họ cứ thưa em. Em đi tù em cũng ok nữa. Dạ. Dạ. Em nhiều lời đó thôi. Dạ cảm ơn chị nhiều nha chị. Mà chị đâu có xúc phạm gì đâu, ai đâu mà. Cái này là em nói theo một cái tiếng nói của một người thần tượng cậu thôi. Dạ. Thật sự là chị quá trời bức xúc luôn à cô chú anh chị ơi. Thôi. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây đâu chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.